hiện tại là 11 trưa ngày 29/8/2019. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám nhé. Hiện tại trên màn hình khách là một bộ trưng kỷ bằng chất liệu gỗ vụn. Thì bộ này chúng tôi hoàn thiện theo đơn đặt hàng của bác Trường ở Quốc Oai, Hà Nội rồi. Bộ này có là hàng dày dặn mà bác sửa, bộ hàng VIP, yếm là dày 4 phân, chân 12 chỉ, hàng đại. Trên màn hình toàn thể là hình ảnh của bộ sản phẩm đây. Tôi sẽ quay chi tiết thôi nên quý vị có thể xem được. Đây là chiếc ghế ngắn, chân rất là to. Mặt liền một tấm, phần diện tích mặt ngồi là có kích thước là 52 cm. Phần yếm này là được đục yếm trúc nha quý vị nhé, và dày đậu 4 phân này, nó lồi lên rất là đẹp, chân rất là to, hàng khủng luôn, dày cực kỳ là dày. Phẩm mà chúng tôi là cam kết là 100% là chất liệu gỗ gụ, không có rác gì cả, hàng cực kỳ là đẹp luôn, dày dặn, do ánh sáng nó ngược chiều sáng nên là quý vị nhìn thấy. Và đây là địa chỉ cơ sở chúng tôi, có địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ, điện thoại là 0987 510 806. Thì tôi sẽ để link ở hình ảnh sản phẩm bên dưới để quý vị có thể xem được chi tiết hơn. Tôi sẽ để link hình ảnh sản phẩm bên dưới. Video quý vị bấm vào trong web của tôi để xem. Và xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác nhé. Quý vị có nhu cầu thì có liên hệ với số điện thoại 0987 510 806.